Thói quen một sống kiểu kiến tạo Bài kiểm tra 30 ngày về tinh thần sống kiểu kiến tạo Ta không cần phải sống trong trại tập trung như Frank để nhận ra và phát triển tính chủ động trong những sự kiện thường nhật, ta cũng có thể phát triển năng lực chủ động để vượt qua những áp lực trong cuộc sống. Tất cả nằm ở cách ta cam kết và giữ cam kết, cách ta ứng xử khi kẹt xe, cách ta phản hồi một khách hàng đang giận dữ hoặc cách ta đối đãi với một đứa trẻ không vâng lời. Đó là cách ta nhìn nhận vấn đề và đặt trọng tâm năng lượng của mình vào đó. Đó cũng là cách ta sử dụng ngôn ngữ. Tôi thách đố bạn thử nghiệm nguyên lý về tính hiệu quả này trong 30 ngày sắp đến. Chỉ cần thử nghiệm và xem những gì đã sẽ đến. Trong 30 ngày này chỉ tập trung vào phạm vi ảnh hưởng của mình thôi, thực hiện những cam kết nhỏ và giữ được cam kết. Hãy là nguồn sáng chứ đừng là quan tòa, hãy là hình mẫu chứ đừng là người chỉ trích, hãy là một phần của giải pháp chứ đừng trở thành một phần của vấn đề. Hãy thử áp dụng trong chính cuộc sống hôn nhân, gia đình và công việc của bạn. Đừng tranh cãi với người khác vì những điểm yếu của họ, cũng đừng tranh cãi với khuyết điểm của mình. Khi phạm sai lầm, hãy thừa nhận, sửa chữa và học hỏi từ nó. Ngay tức thì, đừng rơi vào trạng thái đổ lỗi, kết tội, tập trung vào những việc bạn có thể kiểm soát, tập trung rèn rũa chính mình, tập trung vào sự hiện hữu của bạn. Nhìn nhận khuyết điểm của người khác với lòng trắc ẩn, chứ không phải thái độ lên án. Vấn đề không nằm ở những gì họ làm hay không làm, mà ở lựa chọn phản ứng của bạn trước hoàn cảnh, và ở những gì bạn nên làm nếu bạn cho rằng vấn đề là ở ngoại kia thì hãy dừng lại chính ý nghĩ đó là vấn đề những ai bắt đầu xây dựng cho mình sự tự do thì dần dần sẽ mở rộng được phạm vi tự do của họ những ai không làm thế sẽ thấy tự do của mình ngày càng suy yếu đến mức họ cảm thấy mình phải sống trên cuộc đời này họ đang sống theo kịch bản mà cha mẹ đồng nghiệp và xã hội ta chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của bản thân, về hạnh phúc của bản thân và suy cho cùng là cho mọi hoàn cảnh mà ta gặp phải. Văn Hào Summers Johnson từng chia sẻ, suối nguồn là hạnh phúc toàn mãn phải khởi nguồn ở trong tâm trí ta. Những ai quá ngờ nghịch về bản chất con người để mà kiếm tìm hạnh phúc bằng cách thay đổi mọi thứ mà không phải bằng chính tâm tính của mình sẽ lãng phí cả cuộc đời trong nỗ lực vô vọng và sự đau khổ mà lẽ ra người đó phải loại bỏ. Biết rằng ta có trách nhiệm, có khả năng chọn cách phản ứng chính là nền tảng để đạt được tính hiệu quả và những thói quen hiệu quả mà ta sẽ thảo luận trong những chương sau. Gợi ý ứng dụng một lắng nghe ngôn ngữ của bạn và của người khác trong một ngày đánh giá mức độ thường xuyên mà bạn dùng hay nghe thấy các ngôn ngữ thụ động như giá như tôi không thể hay tôi phải hai xác định một việc bạn có thể gặp trong tương lai gần mà theo kinh nghiệm của bạn bạn sẽ dễ hành xử theo kiểu bi động hãy hình dung tình huống này nằm trong phạm vi ảnh hưởng làm thế nào để bạn xử lý tình huống ấy một cách kiến tạo Hãy dành thời gian để hình dung trải nghiệm đó một cách rõ ràng trong tâm trí bạn. Tưởng tượng hình ảnh bản thân bạn đang xử lý tình huống một cách chủ động. Hãy nhắc nhở bản thân về khoảng cách giữa yếu tố kích thích và phản ứng. Hãy cam kết với chính mình để rèn rũa bản thân và mở rộng phạm vi tự do lựa chọn của bạn. 3. Lựa chọn một vấn đề trong công việc hoặc đời sống cá nhân mà khiến bạn bối rối. Xác định vấn đề đó là thuộc về quyền kiểm soát trực tiếp, gián tiếp hay không kiểm không thể kiểm soát. Xác định bước đầu bạn có thể thực hiện trong phạm vi ảnh hưởng để giải quyết và thực hiện bước tiếp theo. 4. Thực hiện bài kiểm tra 30 ngày về tinh thần, sống kiểu kiến tạo và tự ý thức về sự thay đổi trong phạm vi ảnh hưởng của bạn. Những hiểu biết mới về thói quen một Sống kiểu kiến tạo Từ lúc tôi còn nhỏ, cha đã muốn chúng tôi chịu trách nhiệm cho mọi thứ trong cuộc đời mình. Nếu tôi đi học về và nói, bạn gái con khiến con phát điên, thì cha sẽ đáp, xin không ai có thể khiến con phát điên trừ khi con cho phép họ, đó là lựa chọn của con. Hoặc nếu tôi cầu nhào, con không thể chịu được ông thầy toán nữa, con sẽ thi rớt vì thầy ấy, thì cha sẽ nhẹ nhàng nói. Xin, hãy lắng nghe ngôn ngữ của con, nếu con thi rớt thì đó là lỗi của con chứ không phải của thầy. Và thay vì phàn nàn về thầy, sao con không thử gặp thầy và trao đổi để cùng tìm cách cải thiện lớp học? Khi đó tôi sẽ nghĩ, cha có nghiêm túc không vậy? Chắc chẳng hiểu gì cả. Và rồi tôi sẽ tìm mẹ để tâm sự vì mẹ sẽ để tôi trách cứ người khác trong những vấn đề của mình. Đó là một sự cân bằng tốt, cha thì luôn trung thành với những nguyên lý, còn mẹ thì luôn trung thành với bạn. Là con người chúng ta có khuynh hướng trở thành nạn nhân và nếu không ý thức về nó, khuynh hướng này sẽ nắm quyền kiểm soát và khiến chúng ta đổ lỗi cho những tác nhân bên ngoài như cha mẹ, vợ chồng, sếp, hoàn cảnh, thời tiết, chính phủ cho những vấn đề của mình. Trên thực tế, chúng ta không phải là nạn nhân, chúng ta được tự do lựa chọn và là người quyết định cuộc đời mình. Nhưng vì chúng ta hay quên mất điều đó nên chúng ta cần được nhắc nhở thường xuyên. Nhiều năm trước, có lần cha hỏi công việc của tôi dạo này như thế nào, tôi bắt đầu phàn nàn. Con phải làm nhiều thứ cùng một lúc quá nên hoàn toàn kiến sức rồi. Tình trạng chính trị trong công ty thật tệ, việc đi làm xa đang giết chết con và vân vân. Tôi mong đợi một chút sự thông cảm từ cha, nhưng thay vào đó, cha thất vọng nhìn tôi và nói: "Xin nghe không giống con chút nào cả, sao con lại trở thành nạn nhân? Nếu bị quá tải thì con hãy sắp xếp lại thời gian. Nếu có tình trạng chính trị trong công ty thì con hãy tìm giải pháp cho nó. Nếu không thích việc đi làm xa thì con hãy chuyển nhà đi chỗ khác." rồi cha bước đi còn tôi thì cảm thấy sốc nhưng bỗng nhận ra cha hoàn toàn đúng mình đang là nạn nhân tại sao điều này lại xảy ra mình cần dừng lại ngay đúng tôi được tự do lựa chọn và quyết định mức độ bận rộn của mình việc đi làm của mình thái độ và phản ứng của mình với tất cả mọi thứ xảy ra đó là một hồi chuông cảnh tỉnh tôi cảm thấy rất rất biết ơn vì lời nhắc nhở của cha những nghiên cứu nói gì. Ngày nay có rất nhiều những nghiên cứu thử nghiệm chứng minh cho mọi điều cha tôi đã viết về thói quen 1 vào năm 1989. Với 20 năm nghiên cứu, Carol Dweck, giáo sư Đại học Santa Fe, tìm thấy con người có hai loại tư duy hay mô thức tư duy cố định và tư duy phát triển những người có tư duy cố định tin rằng trí thông minh và tài năng của họ là cố định và không thể thay đổi đây là cách nhìn mang tính phản ứng dẫn đến suy nghĩ và ngôn ngữ bị động như tôi học dở toán hay tôi kém trong việc giao tiếp với người khác mặt khác những người có tư duy phát triển tin rằng họ có thể thay đổi và cải thiện những khả năng của mình thông qua rèn luyện đây là cách nhìn mang tính kiến tạo, dẫn đến suy nghĩ và ngôn ngữ chủ động như Tôi có thể cải thiện khả năng học toán hay tôi có thể nâng cao kỹ năng giao tiếp. Tương tự, tiến sĩ Martin Silliman, giám đốc trung tâm tâm lý học tích cực tại Đại học Pennsylvania, nghiên cứu về những lợi ích của việc tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng trong cuốn sách Hạnh phúc đích thực ông kết luận rằng sự hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc một gen di truyền, hai hoàn cảnh và ba những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát. Tuy nhiên, nghiên cứu của Selman chỉ ra rằng yếu tố thứ ba là quan trọng. Vậy nên để hạnh phúc, bạn cần tập trung vào phạm vi ảnh hưởng của mình. Và rồi Angela Duckworth cũng là giáo sư tâm lý đại học Pennsylvania hỗ trợ cho ý tưởng rằng tài tháo vát và tính chủ động là những nhân tố chính dự đoán sự thành công. Trong nhiều năm, cô nghiên cứu những trẻ em và người trưởng thành trong những môi trường đầy thách thức như Học viện Quân sự Hoa Kỳ, những thí sinh của cuộc thi đánh vần quốc gia và hai giáo viên trong những trường cho học sinh cá biệt. Câu hỏi nghiên cứu của Đốc Quốc là ai là người thành công ở đây và tại sao? Kết quả là trong nhiều bối cảnh khác nhau có một đặc tính nổi lên như một nhân tố quan trọng dự đoán sự thành công, tính kiên cường. Trong cuốn sách, Duckworth chia sẻ về việc tính kiên cường cho phép chúng ta làm việc chăm chỉ và duy trì sự tập trung như thế nào, không chỉ trong vài tuần hay vài tháng mà trong nhiều năm. Tôi hoàn toàn đồng ý với Duckworth, trong vai trò giám đốc điều hành, tôi đã tuyển dụng hàng trăm người trong quá khứ tôi từng tập trung vào điểm số học tập của ứng viên trường học hay thông tin trên cv xin việc của họ giờ đây tôi chỉ tập trung vào hai thứ ở họ một khả năng làm việc với người khác hai tài tháo vát và tính chủ động hay còn gọi là tính kiên cường nếu thể hiện được những đức tính này thì tôi tự tin rằng họ sẽ thành công sống kiểu kiến tạo trong đội ngũ và tổ chức. Không chỉ cá nhân mà đội ngũ và tổ chức cũng cần sống kiểu kiến tạo. Mọi tổ chức dù thuộc lĩnh vực kinh doanh, chính phủ, giáo dục hay phi lợi nhuận đều phải đối mặt với sự cạnh tranh, chu kỳ lên xuống, những thay đổi và thời điểm khó khăn. Nếu không chủ động học cách thích ứng và vượt qua thử thách thì họ không thể tồn tại. Một trong những khách hàng của chúng tôi tại Đông Nam Á, một công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao hàng đầu thế giới, là ví dụ điển hình cho việc này. Họ rất xem trọng và đào tạo bảy thói quen cho mọi nhân viên từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Họ có niềm tin sâu sắc vào những nguyên lý và rồi, một năm nọ, cuộc đời mang lại cho họ một thử thách lớn. Năm đó xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 50 năm, khiến 13 triệu người mất nhà cửa và hơn 800 người chết đó là một trong những thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử thế giới. Khách hàng của chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề với mực nước cao hơn dây chuyền sản xuất gần 2 mét. Các chuyên gia ước tính rằng sẽ mất hàng tỷ đô la và ít nhất 7 tháng để đưa một phần nhà máy hoạt động trở lại, trong khi phần lớn máy móc cao cấp sẽ cần nhiều năm để thay thế. Một số báo cáo thậm chí còn dự đoán công ty sẽ phải đóng cửa, khiến gần 35.000 công nhân thất nghiệp. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty không chấp nhận viễn cảnh đó và họ cũng sẽ không ngồi chờ ai khác cứu mình. Trước đó, họ đã được học và thấm nhuần bảy thói quen trong văn hóa. Vì vậy, họ quyết định áp dụng thói quen một sống kiểu kiến tạo vào hoàn cảnh khó khăn này. Ngay lập tức, ban lãnh đạo công ty chuyển đi thông điệp rằng sẽ không có việc sa thải, rằng toàn bộ nhân viên như một gia đình và họ sẽ đứng vững cùng nhau. Sự an toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu nên công ty lập ra các đội đến tận nhà và hỗ trợ những người gặp nhiều khó khăn nhất. Bên cạnh đó, họ cho trục vớt các máy móc quan trọng, làm khô và tân trang chúng. Trong khi nhà máy của các công ty khác trong cùng khu công nghiệp đang dần dì xét trong bùn, thì khách hàng của chúng tôi nỗ lực đưa hoạt động sản xuất trở lại. Hàng chục ngàn nhân viên, trong đó có nhiều người vẫn đang cố gắng đối phó với khủng hoảng ở gia đình, đã đến để góp sức xây dựng lại nhà máy. Một vài người thậm chí đi nhiều cây số từ trung tâm tị nạn trên những chiếc thuyền nhỏ hoặc những con trâu nước. Tại nhà máy, các nhân viên chân lấm tay bùn sẵn sàng làm những việc mà họ chưa từng làm. Những nhà lãnh đạo thì sắn tay áo lên để làm những việc tay chân. Nhiều người chưa từng quen biết từ trước đã lập nên các nhóm và cùng nhau giải quyết vấn đề. Kết quả là nhà máy hoạt động trở lại chỉ 15 ngày sau khi nước rút. Trong vòng một năm, công ty giành lại vị trí số một trên thị trường dưới sự kinh ngạc của giới quan sát. Vì họ không cần hàng tỷ đô la hay nhiều năm để phục hồi, tất cả những gì họ cần là một đội ngũ đoàn kết, sẵn lòng vượt qua dông bão cùng nhau. Đó là sức mạnh của nền văn hóa sống kiểu kiến tạo. Trở thành người kiến tạo tất cả chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính từ nghịch cảnh mà chúng ta có thể thực hành thói quen một, sống kiểu kiến tạo nhiều nhất. Thói quen này được thể hiện ở việc chúng ta có thể đặt quá khứ lại phía sau, học hỏi từ nó và hướng về tương lai. Bản chất của việc sống kiểu kiến tạo là trở thành người kiến tạo, một người dừng lại những khuynh hướng thói quen và khuôn mẫu tiêu cực từ quá khứ của thế hệ mình như bạo hành, nghiện ngập hay bỏ rơi và truyền đi những khuynh hướng, thói quen và khuôn mẫu tích cực hơn đến những người xung quanh. Chúng ta có thể dừng lại những khuôn mẫu tiêu cực này bằng cách sử dụng bốn khả năng thiên phú của con người. Sự tự nhận thức, khả năng đứng tách biệt và quan sát suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của chính mình. Lương tri tức là khả năng minh định giữa đúng và sai, trí tưởng tượng hay còn gọi là khả năng hình dung những việc những viễn cảnh mới và ý chí độc lập hay là khả năng lựa chọn cách phản ứng của mình với hoàn cảnh. Tôi có một người bạn bay từ Arizona đến Pennsylvania vào cuối tuần để xem con trai chơi bóng ở trường. Tôi nói với anh ấy Tôi không thể tin rằng anh bay mỗi cuối tuần để xem con chơi bóng. Đó là một nỗ lực rất lớn. Anh thật là một người cha tốt. Anh ấy cảm ơn tôi và giải thích. Khi còn nhỏ, tôi thường sợ hãi mỗi khi nghe tiếng cha dượng về nhà vì lúc nào ông ấy cũng đánh tôi. Và tôi nhớ tôi đã có suy nghĩ rằng mình sẽ không trở nên giống ông ấy. Sau này mình sẽ cho con cái cảm nhận được tình yêu thương. Kể từ đó tôi đã cố gắng trở thành một người cha tốt. Điều tuyệt vời hơn nữa là bạn tôi không còn có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào đối với người cha dượng. Anh ấy nói với tôi, tôi không biết bằng cách nào nhưng tôi đã có thể tha thứ cho ông ấy và tiếp tục cuộc đời mình. Tôi cũng đã có thể tha thứ cho cha ruột của mình, người mà tôi chỉ được gặp một lần trong đời. Tôi đã có thể nhìn quá khứ của mình với sự bình an và đặt nó lại phía sau và tôi không còn tác động đến tôi nữa. Tôi thực sự ngưỡng mộ người bạn của mình và cách anh ấy trở thành người kiến tạo trong gia đình. Anh ấy đã dừng lại khuynh hướng bạo hành trong quá khứ và chuyển đi tình yêu thương và sự hỗ trợ đến vợ con. Anh ấy đã sử dụng cả bốn khả năng thiên phú của con người. Khi còn là một đứa trẻ, bạn tôi đã biết rằng bạo hành là sai và hình dung việc anh ấy sẽ trở thành một người cha khác trong tương lai. Anh ấy cũng đã quan sát bản thân và lựa chọn tha thứ cho cha dượng và cha ruột. Từ đó buông bỏ nỗi đau trong quá khứ. Sự tự nhận thức là nền tảng của ba khả năng thiên phú còn lại, vì chỉ khi bạn có thể đứng tách biệt và quan sát những suy nghĩ cảm xúc bên trong thì bạn mới có thể kết nối với lương tri, sử dụng trí tưởng tượng và đưa ra quyết định hiệu quả. Bạn không còn bị kiểm soát bởi những khuôn mẫu thói quen vô thức được hình thành từ quá khứ, như trường hợp của bạn tôi. Tôi có một người bạn khác cũng từng bị cha bạo hành khi còn nhỏ, và cũng đã có thể dừng lại khuynh hướng tiêu cực ấy và chuyển đi những khuôn mẫu lành mạnh hơn đến con cái mình. Tuy nhiên, anh ấy chưa thể buông bỏ nỗi oán giận đối với cha. Cha đã phá hỏng cuộc đời tôi, ông ấy cũng phá hỏng cuộc đời mẹ và chị tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Tôi không có tư cách để phán xét bạn mình vì tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu hết những gì anh ấy đã phải trải qua. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu bạn tôi có thể sử dụng cả bốn khả năng thiên phú của con người thì anh ấy có thể buông bỏ quá khứ và tìm được nhiều sự bình an hơn. Đúng là gen di truyền và những nghịch cảnh trong quá khứ tác động đến chúng ta, nhưng tôi không tin rằng chúng quyết định cuộc đời chúng ta. Sống kiểu kiến tạo là thói quen đầu tiên vì bạn không thể rèn luyện các thói quen khác nếu bạn chưa quyết định rằng bạn làm chủ cuộc đời mình. Những điều không mong muốn diễn ra hàng ngày như thời tiết xấu một tin nhắn hàn học xếp xem thường bạn cảnh sát giao thông thổi phạt bạn bạn bè nói xấu sau lưng bạn bạn không được thăng chức vậy bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn mang tính phản ứng hay mang tính kiến tạo trong những tình huống ấy người phản ứng đưa ra lựa chọn dựa trên sự thôi thúc họ giống như lon soda nếu bị lắc sự căng thẳng dâng lên và họ bùng nổ người kiến tạo đưa ra lựa chọn dựa trên những giá trị họ suy nghĩ trước khi hành động họ biết rằng họ không thể kiểm soát mọi thứ xảy ra nhưng họ có thể kiểm soát cách phản ứng của họ với những thứ đó họ giống như chai nước lọc dù có bị lắc thế nào đi nữa thì vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tự tin tóm lại sống kiểu kiến tạo bao gồm hai thứ thứ nhất chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và thứ hai kiến tạo nó chỉ đơn giản vậy thôi thay vì là hành khách hãy trở thành người cầm lái thay vì bị động xuôi theo chiều gió hãy chủ động bẻ lái cạnh buồm thay vì là nạn nhân hãy trở thành người kiến tạo thay vì bị mắc kẹt trong quá khứ hãy sử dụng trí tưởng tượng và hướng đến tương lai